bên kia phải làm thế nào. Cuối cùng không tạo bệnh tiểu đường là tốt nhất. Hãy tha cho con gái nhà người ta, đừng biến người ta thành người tình của bạn. Đừng có bà hai bà ba thì bạn dứt khoát sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa tôi xin kiến nghị nên cúi lại con gái nhà người ta, cúi lại vợ của mình. Tại sao vậy? Cúi lại vẫn chưa đủ. Chúng ta đã tạo quá nhiều chuyện ác rồi, cúi lại đâu có đủ. Cúi lại cũng là hình thức. Bạn thực sự quỳ lạy kìa, thực sự quỳ lạy sám hối. Tâm của người phụ nữ rất mềm yếu. Thật đấy, người vợ quá dứt giả, họ bất đắc dĩ mới nghĩ đến chuyện phải rời bỏ gia đình. Một người nữ rời nhà này vào nhà khác có dễ không? Những người đàn ông xấu xa này của chúng ta, tâm hồn xấu xa, chắc phải vì thỏa mãn cho dục vọng cá nhân của mình mà cưỡng ép chiếm đoạt con gái nhà người ta. Vì mình có năng lực, có thân phận, có địa vị, có vàng bạc, cưỡng ép chiếm đoạt, đây là làm ác. Bạn yên tâm, vi phạm quy luật tự nhiên, vi phạm quy luật yêu thương, vi phạm điều mà giáo sư Giang Bổn Thắng Nhật Bản đã nói, ngay cả nước cũng cần sự yêu thương. Chúng ta tước đoạt tình yêu của người khác, bạn nghĩ đây là vi phạm quy luật tự nhiên? Sự việc này chỉ cần không tạo nữa, chỉ cần chúng ta hối cải thì trời cao có mắt sẽ tha thứ cho chúng ta. Đệ tử Quy đã cảm ngộ được tôi, Điều Hòa đã cảm ngộ được tôi. Tôi liền lập tức bắt đầu làm việc thiện. Vì trong đĩa Điều Hòa để cứu nguy cơ có nói thiện thủ thiện báo, nói tổ tiên tích đức, nói đệ tử Quy tốt, nói đến văn hóa truyền thống của cổ thánh tiên hiền. Cho nên sau khi xem xong, việc đầu tiên mà tôi lập tức làm đó chính là, lần đầu tiên tôi đã đặt mua 1.500 bộ Điều Hòa để cứu nguy cơ. Tôi lần đầu tiên là 5 đồng một bộ, tôi đã đặt mua 1.500 bộ. Sau đó bắt đầu phát, tất cả bạn bè mà tôi quen biết tôi đều phát. Và bảo với họ, ở trong đây có thể cứu gia đình, có thể gần lành tránh dữ, có thể chuyển hung thành cát, có thể khiến bạn hạnh phúc suốt đời. Tôi vừa phát cho họ vừa nói, phát cho tất cả bạn bè. Đến nay tôi đã phát được bao nhiêu rồi? Cả đặt và phát hiện nay là 50.000 bộ rồi. Mỗi ngày tôi đều phát, đi xe lửa cũng phát, ngồi máy bay cũng phát, tôi đi xe đến đâu cũng phát. Tôi lái chiếc xe của mình đến đâu cũng đều mở cửa ra, mở cửa ra ở phía sau cầm cái rương là phát, phát cho cả người đi đường. Tại sao vậy? Đây là làm việc thiện. Tôi tìm không ra nhiều việc thiện như thế, tôi liền nghĩ mình phát một bộ Điều Hòa là tôi đã làm một việc tốt. Liễu Phạm Tư Huấn nói, nếu người ta làm một dạng việc thì tôi làm 5 dạng. Vì việc ác tôi đã tạo ác hơn rất nhiều so với Ngài Viên Liễu Phạm. Cho nên tôi nghĩ tôi phải làm 500.000 bộ. Thậm chí tôi nói tôi phát đại nguyện, chỉ cần nửa đời còn lại này tôi làm ra tiền tôi sẽ phát. Năm đồng có thể cứu một gia đình. Cái đĩa này chính là đĩa mà bạn tôi cho tôi, là đĩa do anh bạn liệt mặt này cho tôi. Anh nóng giận, tôi cũng nóng giận. Anh đã cứu tôi, đã cứu tâm hồn tôi, đã cứu mạng sống của tôi, đã cứu con của chúng tôi. Bạn tự nghĩ nếu con tôi không có cha thì nhà đó sẽ thế nào? Việc thứ hai là tôi làm gì vậy? Buộc nghị hoàng thần đó của tôi, phấn kiến còn thừa lại, phấn kiến còn thừa lại, tôi sẽ lập tức đi chôn nó đến phía tây ngoài sân bay. Phía tây ngoài sân bay, tôi đến đó tìm một cái hầm lớn, tôi sẽ đến đó. Tôi còn nghĩ giữa tháng 12 đi tìm chỗ nào đào đất, thì đến đó thấy một cái hầm lớn có sẵn. Tôi không biết quẹo hướng nào, kỳ lạ, đi tìm được cái hầm lớn có sẵn. Tôi nói thật là ông trời có mắt, đã chuẩn bị cho mình chỗ này.
đây là lương tâm tôi phát hiện. Tôi liền đem túi nan này chôn xuống, và tôi còn quỳ xuống cúi lại chúng. Nào là thế này thế nọ, trong miệng thì lẩm bẩm, tôi sẽ không dám làm chuyện này nữa, mấy anh tha thứ cho tôi. Đem phân kiến này chôn cất xong rồi, hơn nữa những lô hàng này trị giá 700 ngàn, kể cả những thứ này, hàng hóa của lô hàng này trị giá gần hơn 5 triệu, tôi đã đem nó đi xử lý sạch sẽ hết. Vợ tôi muốn ly hôn tôi. Tôi vì muốn lấy lòng vợ nên tôi đã đặt mua xe số tự động cho cô ấy, là chiếc Kiết Phổ. Chiếc xe số tự động này là 1,5 triệu. Tôi đã đặt cọc trước 200 ngàn. Việc thứ hai của tôi là gấp rút ngưng lại việc mua xe số tự động. Bạn tự nghĩ, bạn đã giao tiền cọc 200 ngàn rồi thì tiền mua xe này sẽ không trả lại. Tôi thầm nói, tiền mình đặt cọc rồi sẽ không được trả lại. Không trả thì không trả. Còn 1,3 triệu đó tôi sẽ không đưa nữa. Tôi cầm 1,3 triệu này, tôi có thể làm biết bao nhiêu việc thiện. Xung quanh chỗ tôi ở, tôi cũng phát đĩa. Xung quanh chỗ tôi ở, thấy ai tôi cũng phát. Bác trưởng khu phố chỗ tôi cũng đi phát, ông già tôi cũng phát. Phát cho người già chỗ khu chúng tôi. Phát đến mức nào vậy? Họ tổ chức một hội người già đi đến Lô Giang để khảo sát. Hơn nữa, loại người bị người thân xa lánh như tôi đã đi báo cáo mấy lần, đến cả Học viện Nông nghiệp Bắc Kinh, đến đâu người ta cũng cứ gọi tôi là thầy. Tôi đây chưa từng được tôn trọng. Thật đấy, chưa từng được tôn trọng như vậy bao giờ. Cho nên tôi thấy mình thật sự không đủ tư cách. Tôi thấy lạ vì mình được nhiều ưu ái. Người đầy tội ác không thể dung tha như tôi, ta tạo ra nhiều tội ác tày trời như vậy, cuối cùng được người ta gọi là thầy. Chị hỏi bạn, sức hấp dẫn của đệ tử quy có lớn không? Sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống có lớn không? Giáo dục truyền thống của cha ông có sức hấp dẫn vô hạn. Nhưng đồng thời, với việc tôi làm việc thiện, vì đời sống quan dâm vô độ, kể cả đời sống xa xỉ của tôi, cũng đã chôn vùi đứa con trai 8 tuổi của tôi vào quả khổ. Đứa con trai này của tôi không biết gì, quá sức nuông chiều. Bạn thử nghĩ, tôi nghĩ gì? Nỗi khổ mà tôi gặp phải khi còn nhỏ, tôi dứt khoát không thể để con tôi gặp phải. Mua hàng hiệu cho nó, mỗi lần vào siêu thị tốn 10 ngàn, mỗi lần vào siêu thị tốn 20 ngàn. Đó cũng chưa kể là gì. Cho nên đứa bé này quen đến mức nào vậy? Cả nhà quay quanh nó, cả nhà lấy nó làm trung tâm. Vú nuôi chính là nhị tẩu của tôi. Vì dì nể tôi mà chăm nó rất tốt. Nó quen nuôi chiều chửi luôn nhị tẩu tôi, chửi tôi, đá tôi. Muốn gì được đấy, không có thì không được. Không cho. Năm ngoái nó cầm nguyên ly nước đổ lên người tôi. Đến mức độ đó, tôi ngay cả đứa con 8 tuổi cơ hồ như đến mức không thể dạy nổi. Cho nên tôi nghĩ các nhà doanh nghiệp đang ngồi đây, quý vị cũng đều có con. Chúng ta đều biết, đi tự quy hoàn toàn không phải để cho trẻ con xem. Nó mang lại sự hòa mục cho gia đình chúng ta, mang lại sự bình an cho con bạn cả đời. Là sự yên vui lớn nhất cho những bậc làm cha mẹ, làm người lớn chúng ta. Quý vị đồng ý với quan điểm này của tôi chứ? Hôm qua đã nói, dù cho bạn làm quan lớn cỡ nào, bất luận bạn làm việc ở cấp nào trong chính phủ, bạn vẫn là cha, vẫn là mẹ của con bạn. Bất luận bạn có bao nhiêu tiền, dù bạn có tỷ này tỷ nọ, bạn không có con hay sao? Tôi nghĩ đến điều này, tôi đã làm hại con tôi. Tôi thực sự đã làm hại đến nó rồi. Cho nên tôi lập tức liền nghĩ đến là phải làm thế nào.
bắt đầu từ bản thân mình. Tôi thương lượng với vợ tôi, không được đụng đến những nhãn hiệu nổi tiếng. Đêm nào là những quần áo mấy chục ngàn trước đây của chúng tôi. Quần áo mà tôi mua tặng vợ tôi gần hơn 1 triệu đồng. Những cái túi sách LV Armani đó niêm phong lại hết. Chúng tôi mặc những loại quần áo mộc mạc nhất. Giày dải tôi mang có 8 đồng. Bộ quần áo này tôi vừa mới may là mua giải 60 đồng một mét. Quần áo trước đây của tôi là mấy chục ngàn. Sở dĩ bộ quần áo này gộp chung vào cũng chưa đến 300 đồng. Chúng tôi mặc đồ mộc mạc nhất. Và lại tôi còn nghĩ, bộ đồ này tôi chuẩn bị mặc đó trong 10 năm. Tại sao tôi nghĩ như vậy? Tôi phải sống đời sống tiết kiệm. Tôi mở tứ thư ngũ kinh ra. Tôi đợt này cũng muốn đến nhà sách rồi, đi mua tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh có 5 từ tôi nhớ rất rõ. Có người cần phải ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường. Tôi cuối cùng cũng học được 5 điều này. Và tôi nhắn tin cho bạn bè tôi, bạn phải thế này. Nhắn cho bạn bè những tin này. Nào là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Mỗi ngày tôi đều nhắn những tin này cho bạn bè. Không đi chơi đêm nữa. Tôi hứa với vợ, tôi nói anh hứa sẽ không đi chơi qua đêm như trước nữa, cam đoan sẽ không đi chơi qua đêm nữa, bảo đảm không đi nữa. Đoạn tuyệt giao tiếp với bạn bè, hàng ngày cùng với vợ. Gia đình 3 người chúng tôi quây quần bên nhau, mặc quần áo đơn giản nhất, ăn thức ăn đơn giản nhất. Tất cả những đồ đạc kia đều cho vào bao để qua một bên, đợi sau này xử lý. Sau đó cho con của tôi, vì nó mới 8 tuổi đã được nuông chiều thành thói quen, ngồi xe xịn, không ngồi xe dọm, không ngồi xe thuê, đến đâu cũng ở khách sạn 5 sao. Tôi vốn dĩ dắt nó đi Hải Nam, chúng tôi đến Tam Á Hải Nam phải ở nhà trọ. Tôi dắt con trai tôi đi du lịch, nó hỏi đây là khách sạn 5 sao, không phải khách sạn 5 sao con không ở. Nếu như chúng ta dạy con mình như vậy, bạn nói thử nó lớn lên sẽ thế nào? Lớn lên sẽ giống như trên mạng nói vậy. Trên mạng quý vị có thể sưu tầm là trẻ con 10 mấy tuổi đòi tiền mẹ, mẹ không cho liệp bóp cổ, vì chúng